nhìn chưa chín thì biết liền thôi. Ở đây là dân gia vườn thì nhìn nó chưa chín được, cái nào chín bỏ nhẹ nhẹ nha, không có sao đâu, cái này liền cũng được nữa. Liền cũng được nữa mà nó dễ cứng nhắc hả? Ừ. Nó không có mà giống như cái ổi của người ta đâu. Thấy không? Cái nào nó sao đừng không thấy cái lá làm chi uổng vậy? Hả? Hả? Hai trái một trái trên nữa thì ngon. Trái tới ra cắt cây bỏ đừng có tiết cây biết không? Trái này quá ngon rồi. Trái quá ngon. Ừ, trái. Bọn bà mua những mấy cái ăn cho nó đã. Một cái chùm này tới ba bốn trái luôn. Trái nó gần cây luôn. Ừ, trái nó thấy nó thấy thương cây đó. À, không? Nó kéo huyết mà cây nó sụn xuống luôn. Nó sụn xuống nhiều chứ mà nó. Cái trái này nó xíu rồi thấy ngọt không? Ừ, ngon. Thơm. Ừ. Nó mùi ổi lắm, nó không có, nó để tự nhiên mà đáng lẽ là người ta có 3-4 tháng người ta bán, mình tới để tới 6 tháng tự nhiên lớn cái lớn người trồng. Trái hồi nãy chú chỉ nó mất tiêu rồi. Nhiều quá mà quên hả? Qua đây, vô chút. Ờ. Nó có hai trái này được không? Hả? Để nó đi đại đi, đây cũng còn nhiều lắm, không sao đâu. Đi qua thì bỏ đi. Thấy không, nếu mà không dòm ở dưới đó là nó dứt cái là nhỏ đi rồi. Này, mấy thằng này làm đây. Không, chút xíu nữa là gặp. Rồi nó cái là nó nằm ở hốc hốc rồi chứ. Không, ổi ngon không? Đã. Đi. Đi. Cái mà mình canh nó cháy ngon. Đây. Ừ. Cái này ngon. Bưng nổi không? Không, quảng 50 thao. Không, không, tập thể dục nha. Bưng 50 thao còn nó sao bò được. Không, không, tập rồi luôn cũng ngon. Mình nhớ là đánh nuôi bò hả? Bưng bò đông bê bò luôn á hả? Còn chưa nuôi ba con bò luôn. Bê bò luôn phải không? Không, bê cái đồ ăn là bò nó rượt theo nó đói á. Nó thấy mình bê đồ ăn nó rượt, ui xem mà bưng chạy. Coi á, coi em vậy đủ rồi á. Thấy là ai hỏi? À, đủ rồi hả? Thật thấy thôi chứ nhiều quá chị. Thì muốn bỏ vô nó luôn hả? Muốn vinh không thì nó chắc nó họ lầy cho thao luôn á. À, là khoảng chừng không, hả? Lấy chục cái thôi à. Vinh nổi không? Nổi không thì cứ vinh đi rồi lên không, không dư rồi thì chắc đại vô đi. Ô, bỏ vô đây này lộn quá. Rồi để cắt đại vô đi. Còn mấy vô chọn lấy cái bọc đi. Ok, giờ giờ ok. Bỏ đây đi, cho ông này vinh đi. Rồi để đi. Lấy bọc đi ra lấy vô cho nè xuống không cái này không chứ bên chuyển không cái đây chứ bên hả cái này là chính này thấy không này phải không không nhỏ hơi nhỏ mà nó ngon chứ không phải là nó bự đâu, nó bự á thì cứ làm khi nó không có ngon. À, nhỏ mà nó ngon, mình ăn cần cái chất lượng thôi. Còn lấy không được đó. Cái nhỏ chung là lấy cái nhỏ này. Nhưng mà cái bự lửa cái bự không thì không có đâu, nó không phải nhỏ chứ bự chứ. Cái bự không thì nó bành kia nó không có đâu, nó lâu lâu thì cái nào nó chín là mình vớt. À, mấy cái này nó chín rất là ngon, nhỏ mà nó chín rất là ngon. Vuông cho lấy vô lửa cái bự thì mình nghĩ là cái bự nó thơm thêm nó có thôi.
chắc hết mười mấy thao chứ không có thiết bị đâu. Rồi, giọt thấy không? Nó chung chung vậy thôi. Chúng mình đây, chúng mình. Chúng mình cho bà con chân chân cái. Không, trái đó nó còn non, xanh nẻo đó. Này đi cặp không?
hao của mẹ con sao rồi con?